Thì em chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Thì nay em cũng quay để chia sẻ tài nào của chị không lo đó nha. Đây thì cũng khán giả từ lúc sáng tới giờ thì cũng mua đồ rất là nhiều, đến cũng mua đồ rất là đông nha. Thì em cũng quay để chia sẻ lên cô chú anh chị. Từ lúc xưa tới giờ thì thưa với cô anh chị thì khán giả đến mua đồ, mua hàng, rồi nói chung chị Hồng Loan đi thì tối nay mới về ha. Tối nay thì chị Hồng Loan mới về nha cả nhà. Thì chị cũng đi công việc cả nhà, giờ đi công việc thì nói chung là đi công việc chưa về. Thì lúc sáng thì có rất là nhiều chuyện xảy ra cả nhà. Thì có một cái cô, đó là một công nhân ở bên quận 8, nói chung là cô cũng ngẫu nhiên, hữu duyên, cô cũng đến để chia sẻ, để gặp chị Hồng Loan, để nói chung là để điểm chỉ về cái vấn đề mà tới ngày 26 này á, phía bên con ve, phía bên bún bò đó, mà có đến đây thì cũng kêu bằng cũng cô cũng gửi những cái vật mà trừ tà đó, thì đến đây mà nhiều khi có bùa ngải gì thì cũng không có vào được nhà, cái nhà cũng không có vô được, cũng không có vô được trong nhà đó. Thì cô cũng đến để cô chia sẻ với những anh em, rồi cũng gặp anh Hải ở đây, cũng gặp anh Hải cũng chia sẻ với Hải rồi, thì cũng nói là tới ngày đó thì nếu như mà có cái phía bên kia mà có sử dụng kia bằng bùa ngải đó thì cũng không có vô nhà được cả nhà đó. Thì cô nó cũng chia sẻ nhưng mà không gặp chị Hồng Loan, thì cũng đã trao đổi với Hải rồi tới ngày đó. Nói chung là hiện tại bây giờ là chị Loan đang đi công việc, thì ở nhà là có anh Hải này, anh Thủy và chú của mấy Ken cũng bán hàng cho khách rất là nhiều nha cô chú chị đó. Thì nay hiện tại bây giờ là anh Hải cũng ở nhà ngồi chụp bên cái máy tính đó anh. Đó, nhiều khi thì các cô chú chị ở xa đặt hàng qua mạng á, thì anh Hải cũng sẽ chốt những cái đơn hàng lại, rồi đỡ cho các cô anh chị nhân viên á thì sẽ đóng những cái đơn hàng đó, rồi qua ngày hôm sau thì xe bưu điện đến sẽ chở đi giao nha cô chú chị đó. Sáng giờ thì nói chung là phía bên bưu điện cũng nhận được, cũng đi giao cũng mấy đơn rồi. Sáng giờ nói chung là chị Hồng Loan đi nhưng mà cũng giao những cái công việc này cho Thành Mỹ với anh Hải ở nhà, cũng inbox cũng chốt đơn rất là nhiều ở nhà. Thì cả nhà cũng yên tâm, tại vì mỗi ngày thì chị Hồng Loan cũng chốt đơn rất là nhiều, rồi nói chung là cũng Thành Mỹ rồi anh Hải cũng phụ cả nhà. Con cái thì nói chung là cũng đi học hết rồi cả nhà. Nhà thì nói chung cũng không có, cũng còn anh em và nhân viên rồi cả nhà. Thì nói chung là hiện tại là 3 giờ chiều hơn nha cô chú. Thì trước nhà chị Lo hiện tại bây giờ là có những cái chiếc xe máy của anh chị nhân viên á thì được bỏ trước đó. Hiện tại bây giờ thì nói chung là khách cũng không có đến mua hàng đông á. Thì có sao là tụi em quay chia sẻ vậy nha cô chú chị đó. Nhiều khi thì cái video có khách đến á thì nó sẽ, mình quay nó sẽ được hay hơn. Rồi những lúc mà không có khách á cô chú chị thì cái video nó cũng hơi nhàm chán, thì em cũng mong rằng là các cô chú anh chị cũng đáng theo dõi cái video để cho mấy anh em tụi em có động lực quay video tiếp theo nha cô chú đó. Đó thì trời cũng mới vừa đổ cơn mưa cả nhà. Đó, thời tiết ở đây thì trời cũng mới vừa đổ cơn mưa xong đó, thì đọc là thông tin ngày nay cho cô chú chị xem. Đây là quang cảnh của buổi chiều tại nhà chị Loan. Thì nói chung là nhà chị Loan là lúc nào ở trước nhà cũng rất là cái nó gọi là sao ta, yên bình hả, yên bình nha cô chú đó. Và cái cảnh quan nói chung là nhà chị Loan thì nhìn rất là sáng láng đó, buôn bán thì rất là nói rằng là rất là tuyệt vời, dọn nhịp luôn á. Dạ. Từ lúc mà chị Hồng Loan buôn bán á thì khán giả đến ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà từ cái lúc mà phía bên con ve mà nó đi rồi thì ở đây cũng yên bình và khách cũng ủng hộ chị Hồng Loan. Dạ. Cái lúc mà phía bên xã bào báo đồ á, con ve đồ ở đây á, thì vòng vòng bà con cô chú khu vực ở đây nói chung là cũng không ai đến được á. Cô chú thì hiện tại bây giờ là anh khách
cùng đến nhận hàng, mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. À, thì tụi em cũng quay để chia sẻ đến cho các cô chú cùng xem. Nhà chị Loan thì nói chung là buổi chiều tối của chú chị thì khách sẽ đến mua hàng đông. À, ngày lạnh gáp. Gáp đi giao hàng, đi giao hàng cả nhà đây. Thì anh cũng đi giao hàng, nhận hàng, giao hàng liên tục đó cả nhà. Thì cái lúc mà phía bên Hồng Loan thì có đơn đó, thì nói chung là những anh Gáp cũng đến để nhận đơn, giao đơn liên tục đó cả nhà, mỗi ngày lúc nào cũng vậy. Đó thì anh em của em ở đây cũng chia sẻ. À, ngày nay anh nghe thông tin là phía bên bún bò là vắng tanh nè, không có ai đến nữa. Thì nói chung là bữa nay là ngày 24 rồi anh, thì em cũng mong sao cho nó mau đến ngày 26 rồi công việc nó sẽ tốt đẹp đến với chị Loan đó, để cho chị Loan là ổn định cuộc sống và buôn bán hàng để nuôi được các con ăn học nha cô chú. Đó, hiện tại bây giờ thì cũng có chuyện tăng giá rồi, cũng có lên taxi ra về nhà. Taxi đi về mua hàng xong rồi đi về cả nhà. Đấy thì cũng có nói chung là mỗi ngày nào thì cũng có khán giả đến ủng hộ Trường Loan rất là nhiều cả nhà. Mỗi ngày lúc nào cũng vậy, khán giả lúc nào cũng ủng hộ Trường Loan hết trơn cả nhà. Đó thì những anh em của tụi em ở đây thì cũng đến để chia sẻ cho cô chú chị xem. Đi xe máy, đi xe Grab mình có này, mà đi taxi đến mình có luôn anh. Nó cũng là rất là quý mến cái tình cảm của các cô chú anh chị. Đi chị Loan, đi xe riêng cũng có nữa ha. Dạ. Bây giờ em cũng xin phép cô chú chị và các bạn. Đó thì cả nhà ơi, thì nói chung là hoàn cảnh của chị Hồng Loan thì ngày nay là buôn bán như vậy cả nhà đó. Thì anh Grab cũng đến nói chung là mỗi ngày cả nhà. Mỗi ngày thì lúc nào cũng có anh Grab rồi ship hàng liên tục. Đó thì không phải riêng gì phía bên bảy bánh xèo hay là sáu bào. Tại vì em cũng nghe thông tin là phía bên bảy bánh xèo đó cả nhà. Thì bây giờ thì những cái đơn hàng mà buôn bán cũng rất là ế ẩm cả nhà. Rất là ế ẩm, không ai mà đến mà mua ủng hộ đâu. Những cái thông tin mà hiện tại bây giờ nói chung là sáu bào á. Tại vì bây giờ nghe thông tin là cũng kêu bằng cũng tăng xong lên máu cũng nhập viện ở nhà. Tại vì quá bất ngờ về ngày đó thì đến mà không biết là có nhục nhã hay không, hay là có ngại ngùng gì. Tại vì em cũng nghe rất là nhiều thông tin phía bên sáu bào chia sẻ ngày đó thì tòa án nói chung là đem đồ ra ngoài á, thì là một cái thông tin. Còn thông tin là đi thưa đi kiện tụng á, phía bên tòa án thì sẽ xử bằng cách là không biết là Sáu sẽ về đây ở, là Sáu sẽ thắng kiện rồi về đây ở. Cho nên là những đồ đạc mà Sáu còn để đây, ở đây á, thì Sáu nghĩ là trước sau gì bà Sáu Bào cũng sẽ về ở. Bây giờ dọn ra ngoài thì sau này dọn vô nữa thì nó cũng bất tiện nha cả nhà. Đó thì em cũng cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã xem những video của em. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo của em nha. Chào cả nhà.